Xin cảm ơn đại diện nhóm Hồng Việt, anh Ngô Kim Nghĩa. Xin thưa quý đồng hương, để bắt đầu vào chương trình văn nghệ, chúng tôi xin mời tất cả quý đồng hương hãy vỗ tay thật lớn, thật lâu, thật dài để chào mừng sự có mặt toàn thể quý vị trong hội trường ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, để không mất thời giờ của quý vị, chúng tôi xin giới thiệu ba MC chính ngày hôm nay. Một người, quý vị nghe tên, quý vị hiểu lầm, và có rất nhiều người gọi phone cho khu hội cũng như cá nhân tôi để hỏi về người đó. Người đó mới về sinh hoạt tại Bắc Cali, và anh là một chiến sĩ biệt kích. Anh cũng tên là Trần Thanh Tùng. Xin mời anh Trần Thanh Tùng trình diện quý thính giả đêm ca nhạc chinh chiến điều linh. Và người thứ hai quý vị cũng biết là một nữ lưu rất nổi tiếng ở Bắc Cali. Mỗi đêm từ 7 giờ cho tới sáng, quý vị thường nghe giọng nói của cô ta trên đài. Và cô ta luôn luôn lúc nào cũng đứng về phía cộng đồng Việt Nam tị nạn của chúng ta. Bất cứ việc gì cộng đồng cần thông báo thì cô và chương trình phát thanh cô cộng tác đều ủng hộ tối đa. Và xin giới thiệu đến quý vị một người đẹp tại vùng Bắc Cali, giám đốc một đài phát thanh Việt Nam AM, đó là ca sĩ Hạ Vân. Tiếp tục đây, chúng tôi xin thưa với quý vị, như anh Ngô Kim Nghĩa đã nói, đừng yêu lính bằng lời. Thì sau đây, một MC rất là đặc biệt, đến từ thật xa, xa hơn tất cả chúng ta có mặt ở đây. Đây là một cô ca sĩ đã từng là người yêu của lính, từng yêu lính, thương lính và hiểu lính và hát nhạc lính. Đó là cô ca sĩ Phượng Khanh, đến từ Nam Cali. Sau đây tôi xin nhường lại cho ban MC là anh Trần Thanh Tùng, cô Hạ Vân và cô Phượng Khanh. Chúng tôi xin trân trọng mời anh Việt Dũng và cô Hà Vân trở lại sân khấu để buổi chiều chương trình văn nghệ. Cảm ơn anh và cảm ơn tất cả quý vị. Chúng ta đang ở trong cái tinh thần rất là cao của chiều ngày hôm nay. Trời đã mát dịu và không còn nắng nữa. Hy vọng là quý vị sẽ cùng ở lại và thưởng thức chương trình văn nghệ rất là hấp dẫn với các nghệ sĩ đang có mặt. Trong chốc lát nữa đây, thưa quý vị, nữ thần kết hợp nhạc Mai Lệ Huyền sẽ xuất hiện để hát cho quý vị nghe. Anh là một thành viên của Hội Võ Bị Quốc gia. Và hôm nay anh sẽ lên để hát cho quý vị nghe. Mời Hạ Vân giới thiệu cho quý vị người nghệ sĩ đặc biệt này. Anh Nguyễn Đức Tuân. Có người nói là anh Nguyễn Đức Hoa phải không ạ? Nhưng mà Hạ Vân phải đọc là anh Nguyễn Đức Tuân. Quý vị thấy là Võ Bị Quốc gia Đà Lạt như thế nào quý vị? Đẹp trai quá phải không quý vị? Xin cảm ơn ca nhạc sĩ Việt Dũng và cô Hạ Vân. Quân Việt Nam đi hơn nước xây thành, đi là đi chiến đấu, đi là đi chiến thắng, đi là mang với thù tiên gió, đi là đi chiến đấu, đi là đi chiến thắng, nơi đây người Việt Nam quân Trường Sa cũng đã có bay dập rồi, còn hùng binh trong sương gió reo vang. Xin mời Hạ Vân. Hạ Vân vẫn còn đây. Chúng ta vẫn còn đây. Vâng, thưa quý vị, hồi nãy Hạ Vân đến đây thì Hạ Vân có hát bài Xin Cho Đời Một Nụ Cười với lại bài
trên bốn vùng chiến thuật, thì bây giờ Hà Vân xin hát nhạc phẩm này để tặng cho người hùng Lý Tống, để mà cho sưởi ấm tất cả quý vị ở đây. Anh biết chiều nay em anh buồn lắm, đã hẹn nhưng chẳng thấy anh xa. Khi gió cấm trườn soi bước em, khi chiều kéo lại bao nhiêu nhớ nhung, khi đường mây chờ anh tung cánh sắt. Đây áo bay màu xanh, xanh như tình anh. Chít lại khăn ấm chính em đang. Anh ước xa tình như tuyết chinh, cho dù chúng mình không gian cách xa, cho dù tuyết trắng đã chìm trong màn đêm. Ngã nghiêng cánh chim để sao bản thân không xuyên qua thời xa xăm, đôi mắt ta rực sáng theo nhìn chiếc kiều đoàn rằng ta của sức kiều vang dậy trước mặt mọi người. Nụ cười muôn đời là một nụ cười không ngơi, nụ cười xa vời, nụ cười của lòng vang soi, bước tiến ta chẳng thấy không xuyên vào mang nhân gian. Let us have the support our Children Moon Festival. Right now, we would like to invite a few media that this individual has been strong support for the Children Moon Festival. We would like to invite Quỳnh Hấn and chị Hà Vân. Xin quý vị cho một tràng pháo tay cho Quỳnh Hấn và chị Hà Vân ở bên Việt Nam AM Radio đã hỗ trợ cho Tết Trung Thu rất là đắc lực để mà được thành công cho ngày hôm nay. Xin mời chị Hà Vân, xin mời anh Quỳnh Hấn, xin mời anh Tiên đến tặng và tuyên dương đến cho cả hai. Rồi. Xin được cho tràng pháo tay cho anh Huỳnh Hớn và Hà Vân, là truyền thông với em 1500 1430. Hà Vân xin kính chào quý vị. Đáng lẽ là Hà Vân thích nghe cái chương trình vào lúc 8 giờ tối, nhưng mà ban tổ chức nói Hà Vân để Hà Vân giới thiệu và nhạc đầu tiên cho chương trình hôm nay. Hà Vân cũng xin kính gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức đã cho Hà Vân cái sự đóng góp này. Cảm ơn chị Cẩm Vân cùng tất cả quý vị. Và để mở đầu chương trình hôm nay, một người nữ ca sĩ rất là duyên dáng mà mỗi mùa Trung Thu chúng ta đều có sự xuất hiện của cô. Hà Vân xin giới thiệu nữ ca sĩ Trish Thùy Trang. Thank you.
Hà Vân xin kính chào quý vị. Hà Vân chào trước hết xin gửi lời cảm ơn đến chủ nhân của phòng du lịch cũng như là toàn thể nhân viên của Nam Châu đã điều hợp ngày hôm nay trong buổi lễ hôm nay. Hà Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến Quốc Hùng là một người đã cho Hà Vân một cơ hội để được làm việc chung với Phúc để có ngày hôm nay. Hà Vân cũng xin cảm ơn đến tất cả những quý vị nghệ sĩ đã đến đây để đóng góp ngày hôm nay. Có điều chi sâu sắc xin quý vị nhiệt tình tha thứ. Và bây giờ thì để mở đầu chương trình thì Hà Vân kính mời Huynh lên có vài lời với quý vị khán giả. Xin mời Huynh lên sân khấu. Mong rằng quý vị sẽ có một những giờ phút còn lại của ngày chủ nhật thật là đẹp. Và Hà Vân một lần nữa cảm ơn đến quý vị. Và Hà Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức đã thực hiện chương trình ngày hôm nay và cho Hà Vân hát và cho ban nhạc một lần nữa một tràng pháo tay thưa quý vị. Vâng, chúng tôi thay mặt ban tổ chức cảm ơn ngồi. Quý vị ngồi đến giờ này thì một lần nữa cảm ơn coi như chúng ta đã thành công. Tuy nhiên cũng có một vài sai sót thì hy vọng lần sau sẽ khá hơn và chúng tôi cũng thay mặt ban tổ chức cảm ơn ban nhạc. Xin quý vị cho tràng pháo tay. Rất cảm ơn quý vị.